cái lờ này sạch quá ta. Coi coi vớt vác được không hả? Trời ơi. Ôi ơi, đừng có nghe. Vớt vác là phải cua cái đàng hoàng. Em mới vừa bụng em chứ. Anh thấy còn cua cái chưa? Ôi, cua cái luôn em ơi. Trời ơi. Trời trời, nói không trời sai luôn hả? Rồi cua. Cua nhức bự quá em ơi. Em thấy con gì chưa? Khu. Quay qua đây. Quá đã. Em mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Sáng nay thì hai vợ chồng em tranh thủ bay ra vuông đi thăm gặp cua dưới thăm lú để kiếm tiền trang trải cả nhà ơi. Ngày mới vợ chồng em cũng xin mến chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe vui vẻ và luôn đông đầy yêu thương cô chú anh chị nhé. Em chào cô chú anh chị đi em. Em chào cô chú và anh chị nha. Đây bà xã em bơi ra tới cái gặp đầu tiên đây. Thế nào đây? Cái đó không dính em. Không dính em xếp cái gặp lại em nè. Đưa anh bỏ gần sau luôn. Đầu tiên mà kỳ quá bạn Hiền ơi. Hiu quá hả? Hiu quá. Bữa nay em giá nào em cũng phải kiếm cá mới được, móc mồi lờ mới được. Chiều mình đi giăng lưới. Chiều đi giăng lưới kiếm cá. Thì hôm nay hai chồng em ra vuông đi bắt cua tôm, dù dính nhiều hay giờ là dính ít thì em cũng mong cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nha. Mình vừa ngắm thêm cái phong cảnh về cuộc sống miền Tây quê em luôn và biết thêm cái công việc hàng ngày ở miền Tây là như thế nào nha. Chú bự à? Chịu à? Đi chàng như em phong thủy trước vậy hả? Trước à. Lũ này bữa nay nó không dính nè, chiều anh cuốn anh giặt luôn em. Có cua em ơi. Nó không có số mà nó hơi hai ba con cua. Có cua em giãn cái đục ra nha. Đâu em giở lên bên đây. Cái đó. Hai con luôn anh ơi. Hai ba con luôn hả? Hai con luôn nè. Rồi em thả ra luôn đi. Nó cua còn nhỏ quá. Bà xã em thả lại nuôi nha. Thì cái cuộc sống ở miền Tây với em thì ngày nào hai chồng em cũng bây giờ đi ra vuông đi bắt cua tôm như thế này đây. Đó cũng là cái thu nhập chính của vợ chồng em nha. Cái vỏ nó quay ghê, hồi nãy đưa cái lái đi trước mà giờ vỏ có cái đục này mà nó quay đưa cái lái đi sau rồi nó đưa cái mũi đi trước. Ý là chưa có gió đây, có gió nó còn quay nữa. Bởi vì cái này mà ngồi im chỗ sao làm? Tự động ly chia bên này bên kia. Phải xây đủ chiều đủ hướng hết hả? Đây là đủ chiều đủ hướng hết. Rồi bây giờ cái lúa mình quất khe, bây giờ mình mót lại cái gập à. Mót lại mấy cái loại cua có ăn cay. Thế nào đây? Không, cái lờ này sạch quá ta. Coi vớt vác được không hả? Trời ơi. Ôi ơi, đừng có nghe. Vớt vác là phải cua cái đàng hoàng. Em mới vừa bụng em chứ. Anh thấy còn cua cái chưa? Cua cái luôn em ơi. Rồi em kiểm đi con cua này coi có nó cũng gạch không. Nếu có gạch thì nó xong với em nè. Lại là hết mồi nữa anh ơi. Cái mới chịu nghe. Hí coi. Con cua này nó có gạch nhưng mà nó mới có đếm à anh ơi. Đếm mấy mình thả lên luôn em. Mình thả luôn nha. Em thả lại đi. Bây giờ con cua này nó mới có đếm thôi. Giờ em thả em nuôi nó lại em dưỡng nó đi. Trời, thả nhẹ nhàng luôn ta. Nhẹ
nhẹ nhàng chứ anh, dưỡng để, lính đi. Để nó có gạch mình bán nó mới tiền nhiều em ơi. Mình còn nhiều cái nữa mà anh. Đúng rồi. Sáng vô đồ nữa hả? Đâu cái cây dưới đây, dưới đây. Đúng. Sáng bầu trời trong lành quá, nhìn phong cảnh đẹp quá em. Sáng bầu trời thấy ấm áp quá. Nhìn bà xã anh cũng nổi nữa. Trời, đỉnh nhớ anh đó. Trời, trời, trời. Dĩ mới được chứ. Cái dính cua hay gì đây mà đỉnh vậy? Trời ơi. Trời, trời, nói không sai luôn hả? Trời ơi, cua. Cua nhức bự quá em ơi. Anh thấy con gì chưa anh ơi? Hả? Con nghe nhức bự quá. Để lấy anh cây gần này. Ôi, con nhức quá xá là con nhức luôn. Ai càng của nó anh ơi. Đó, vậy mới mừng đó. Con đó cái mồi chắc cứng này. Cứng bắt luôn đi em. Chút xíu nữa. Cứng ha. Một con không lẽ nào con nào cũng thả hết là đâu được anh. Rồi, đó em đẩy xuống, để xuống để nó bò ra ngoài. Đó, anh đỡ cái thao rồi lại nè. Sợ nó rớt mạnh nó bể mu quá. Cái mu nó dễ bể, mu đó nó giòn. Trời ơi, coi nè. Cũng có một cua. Quá đã. Được sáng được chừng 5 con vậy thôi. Mà mình hai con mình thả hết con của cá. Em không có cần nhiều anh, em chỉ cần 5 con thôi. 5 con là ấm hay không? 5 con là ấm dần rồi. Vô vỏ vậy chưa, người ta nó cục cục em quậy vậy ta. Ôi, con cá ra cua. Con cá ra. Ôi, đây, em được một con nữa mà con cua này. Nó hơi cua nhỏ đó, em thả đây. Là em hên rồi đó nghe. Em hên. Em chống cái dầm ra ngoài đi để ngồi nó lên cho mình. Rồi em thả luôn. Nó ăn teo luôn rồi. Con mồi của em nguyên con luôn mà nó ăn cỡ này nè. Không nên đó mà nó vô nó kẹp te tua con mồi của em hết trơn. Cái này là dính chứ không phải là không dính đâu hả? Đúng rồi, cái này là dính nha. Kéo con dây ra. Chứ anh đừng có nói là không dính nha. Là đâu có đâu. Dính mà tại em không bắt em thả. Cua nhỏ thì mình thả lại mình nuôi nhà ơi. À, cua nhỏ mình bán cũng được mà giá nó rẻ. Em đặt đại ngoài sâu nè. Sâu luôn hả? Ừ. Em đừng bơi vô trong đó. Đặt tiếp cái này nữa đi. Thấy cái này thăm lú trước hay thăm lời trước đây em? Lú trước nha. Lú trước cái mình tẹt cho nó cái. Tới là xây hướng rồi nữa là thấy không? Đổi chiều đổi thức hả? Đổi chiều. Ê, anh cái đó cái gì mà một đụm ở trên đó mà đó. Cái ổ chuột cái gì á? Ổ chuột cái gì? Đóng ở trong một khúm luôn. Đó 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 em thấy có cua. Rồi có cua nè em ơi. Có cua rồi. Em đưa cái dầm anh cầm cho. Cua hay nhỏ này. Chắc mình không bắt được. Em coi cái hôm dưới đây còn không? Còn không? Còn cua một à? Bữa nay chết dữ vậy hả? Chết he vậy rồi tôm em đâu hết đi anh. Tôm nó chưa vô em. Kỳ quá, kỳ rồi nha. Tôm đâu, tôm đâu? Còn không xong thì đổi tại nha. Có tại này không có tôm chứ nó chưa vô chứ đâu phải tại em đâu. Anh đỡ cái dài dưới con cua nó bò ra liền nè. Em chưa cho em được hai con rồi, còn cua rồi còn nữa anh, ba con rồi. Đâu nãy giờ em đâu bốn con rồi đó chứ. Bốn con rồi đó. Bốn hay năm con vậy đó, em thả ra. Chứ là phải là em không dính con. Cái qua cái gặp này dính nữa, cho em coi nè. Nguyên cặp luôn hả? Nguyên cặp luôn nè, nó ghê nè.
ngoài tôm, giờ mình nuôi ra đi, giờ mình bắt cua. Ồ, chỗ này có cá chạy nữa nè. Ồ, ơi. Quấy quá, bạn Hiền ơi. Này phải mình thăm sớm một chút là bộ ngon thêm. Hết đầu xong. Trời ơi, cũng vậy luôn. Cái thằng hết nào mà chơi, chơi bờ gì suốt kìa vậy. Gạch, cái đó gạch. Rồi, em chiên anh bỏ làm sao luôn. Dẫu. Em bơi lại cho anh quay cái đùm trái giác đó các em. Bơi sát qua em. Ôi là mèn có trái giác kìa em ơi. Hết có biết luôn kìa. Đây nè. Đó hả, đùm đó dám có hả, hái rồi rồi là cả ký lô đó anh. Còn dài trên đó nữa kìa. Ui là mèn cái giác hết là biết bao luôn. La luôn. Cái này mà. Hái một đùm đó là dài 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 quá trời luôn, đùm. Bẻ vô nấu canh chua cái tới luôn. Có cá ngon ngon bẻ vô canh chua. Để cái giác ngon mà mình nấu cá không ngon phí cái giác lắm anh. Đúng rồi. Đúng không? Món ăn dân dã của miền Tây mình mà. Đây, thấy cái lợi em đây nghe anh ơi. Ngồi bình thường tỉnh nha anh ơi. Bình tĩnh dữ lắm rồi đó. Anh thủ thế. Lên, đừng có bật ngửa nha. Thủ thế dữ lắm à. Đừng làm anh thất vọng em. Rồi thủ thế đi. Ồ, ồ, dính. Nó cũng dính rồi lọt luôn rồi. Con cua nhỏ chứ phải con cua bự chắc anh bật ngửa. Rồi tới đây em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả nha. Ủa. Đổ hai cái lú này chưa có thu nhập gì hết. Không rồi. Ở đây thì mới có được con bắt được con nghe nhất à. Thì lâu lâu mình cũng phải quay cho cô chú anh chị mình xem cái chứ em. Hay ăn cái hả? Ơi. Ít hay nhiều mình cũng phải quay chứ. Anh quay vậy rồi làm em mất cỡ. Đi bây giờ tao rú gì mà không có con tôm nữa. Cái hả lại cái rú. Đâu phải mình em đó, anh quay anh cũng mắc cỡ gì. Buộc lòng mình phải quay thôi cho nó rõ vàng chứ. Cho nó rõ vàng hả? Đúng rồi. Ồ, dính nữa kìa. Không hấp dẫn chút nào hả? Rồi. Nó ra luôn. Đó. Không có không hấp dẫn chút nào trơn. Vậy là em băng ngang cái đường đó luôn đi. Hả? Em thăm gặp bên đó luôn hả? Không, em tính thăm cái lú rồi cái em hả? Trong đó còn gặp không? Trong trong kẹt bên đó còn gặp không? Không không hết. Hôm qua mình cuốn. Trong bụi cỏ em cuốn rồi hả? Trước em kiếm vài con tôm trước em lấy le cái đó. Lấy le này. Em lấy le dạng tôm cái đi rồi tính anh. Đi lâu lâu anh quay kết quả cái em mắc cỡ hả? Em nhìn coi. Ờ cuốn à. Quên chứ nhiều khi mình cũng quên chứ anh. Tới em chụp cái đài đi em đưa cái cho mình. Để anh hỗ trợ cho em. Đỏ 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 đỏ. Có tôm này không em? Đó. Lấy lại ra lại chứ. Cái gì chứ nó. Lấy lại những gì đã mắc. Khà 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 khà. lấy lại những gì đã mắc khà 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 luôn hả? Ừ. Anh thấy gì chưa anh ơi. Anh đâu có vợ khỉ em được. Đó, anh đó có tưởng bở hả anh? Đó. Cái này đục quá. Cảm ơn 100. Cái múc gì giờ nữa. Rửa rửa cho tôm nó sạch nha. Đó, có bạc 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 rồi đó. Bạc bạc được chơi. Còn con tôm nhỏ đây nè anh. Tôm nhỏ em thả đi. Đây
gì bộ giỡn hả? Em được hai con này em thả. Đã gà nó búng. Búng đừng có chạy. Coi chừng đầu kia còn nữa đó em ơi. Đó, 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 em ơi. Ê, 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 đó nó chạy ngược. Ê, tuốt này rồi. Nắm nắm khoan này đó. Ui là mẹ nó lẹ kìa. Tuốt này nè. Không kịp với nó, anh thấy em lẹ cỡ đó mẹ. Vô tới hôm này đó không? Thấy nó ghê không? Ghê. Lẹ kinh khủng. Nó ghê đường nào nó cũng đâu á. Thổi với tay em. Đừng có chê cái lú đóng gông nha. Khừ 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 khừ. Này em trơn quá ta. Đó, ôi. Đó có con cái lỗ nhỏ cặp bên đó, một chút em nhát, có một con em nhát từ từ đó đó. Nhóc 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 cái đài lên đi. À trong nhóc ở trên kìa, nó em thấy. Rồi, bạn Hiền ơi. Hết đầu hết. Hết rồi. Định thử lòng anh em. Khu, đó, khu, khu, quay khu, qua đây. Quá đã, quá đã. Gọi văn văn con nó hả? Đẹp, nó nhả cái vô danh sách nó nhả càng luôn rồi nè. Em lo nói chuyện con tôm nó búng ra không hay hả? Búng ra đâu? Búng ra cái vỏ, chúng vỏ cái bọc đó. Sấy con này. Cái lụm càng cua vàng luôn em ơi. Ơi ơi cái nè, bé lớn này mà nó cũng nhả càng nữa. Cái luôn. Vậy. Chỗ đó nó gắt cái gì nó búng văng văng con bự quá. Trời vậy mà em không thấy em lơm dồm lên anh không? Em lơ em ngắm anh không à? Ngắm anh không thấy, em thấy em chụp nó lại. À. Chụp trước con bự trước đi đi để nè. Trời em. Để mà cái này chạy ta. Chạy chứ em. Chứ mà không chạy hoài là hai chồng mình đói à. Hai chồng vô cái lỗ. Vô đường lỗ. Ô, cái này. Này là cũng mừng. Thôi đừng búng nữa mà. Hay ta kêu cái một miếng gu luôn nè. Rồi, cua nhỏ em vũ ra luôn. Ừ. Anh đó, em đó. Chứ gặp anh là vườn quốc hay ai đó anh. Dễ gì dính rồi. Gì đâu. Sáng em đi em tắm rửa, rồi rửa tay bằng... rửa tắm đâu rồi đó. Bận thêm bộ đồ đẹp cái nữa tôm nó chạy cho mà vậy mà gì. Đội thêm cái nón nổi lên cái nữa là anh thấy không? Để, mời em có đi thăm lũ á. Anh mượn cái nón của bà má cho em bà em đội. Cho nó nổi luôn. Nổi bật luôn hả? Em đặt cái lũ ra đi. Cái này mơ vô nữa nha. Anh quay cho cô chú anh chị mình xem kết quả ăn cái nha. Em hết mắc cỡ rồi đó. Cái này cũng được nhiều đây. Đây, em được cái lũ này rồi em mới đi kiếm là cua nữa được chứ. Có tinh thần và động lực thì đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bơi đi nè. Tôm bự, tôm bự gì bắt mới đã tay. Cái này nước nó hơi đục vậy ta. Nước đục là coi chừng dính cua đó. Ô, quá xa là nước đục luôn. Này. Cái nào không có mình cuốn. Thật là kiểu này đáng. Mất mặt bầu cua. Mất mặt bầu cua chứ ngày bữa nay sao. Bữa nay mới mất mặt bầu cua chứ hôm mới hổng gài lại em. Lúc nào cũng có cua đều hết à. Đừng nói vậy nghe bạn Hiền. Hôm gài đâu có mất mặt bầu cua hả? Ừ. Bây giờ em chơi cá thơ lâu đó trước. Kệ bao nhiêu đó cũng ngắm rồi. Có tiền dần tưới được rồi đó. Tiền xài được ngày nay đó anh ơi. Con yên nhất đó là mấy con kia có gạch cái nữa là ấm gần luôn rồi. Lấy lại cái giống cái này cái. Đang đỡ những gì mình đã mất. Ừ. Ngon lạnh. Có cái nào con nào đó. Ủa vậy hả? Để em làm bộ nặng anh tưởng đâu ngon lành chứ. Dạ lên xưa cũng nghe nặng như giống như ngày hôm qua vậy đó mà nó không ngon lành. Cũng chỉ là cảm giác nữa hả?
Rồi em để đại gì. Cái lú nhỏ thằng kia em có móc không? Ừ, móc cái kia dài quá. Ừ, cái kia. Cái này cứ thịt cái lợn quá, lú nhỏ lắm, lú nhỏ đó chứ coi chừng chạy ra. Ừ. Đừng chê nó nghe. Mấy cái mình chủ quan chứ nó chạy. Em hí hí trước cái đi cho mừng đó. Ồ, dính con sú rồi. Con sú. Dạ, ra luôn. Ừ. Ừ. Mắt mặt bầu cua hết trơn. Thăm lờ kiểu này thiệt chứ. Nhà có tôm rồi nó cũng vớt lại để chừng thôi. Bữa nay thăm cơ lú kiểu này mắt mặt bầu cua em hết trơn rồi. Mình sụp ra đây mình thăm lú tiếp tục. Nó đây trên đây như hết lời phải không em? Hình như đầu trên còn hay sao anh ơi. Hôm qua mình đâu rồi cái gặp nó đâu đặt lại mà đặt nó cũng quên không như đặt hôm dạo dạo rồi em bơi gãy cái đài luôn này. Ôi được con cua, tưởng đâu dở lên cua nhập đép lên chứ ai ngờ đâu con có không hả con cũng dính chứ bộ, nó cũng dính chứ bộ à. Đó nó nhỏ thôi bự gì không cần biết mà nó cũng dính thôi cũng vui cũng vui. Thôi giờ em ra cái lú của em đây. Coi chừng dướng cái góc này mà. Đó nói mà chống ngược lại. Đây góc mà sao góc bữa nay góc dữ vậy nè. À giống như mình còn cái lợi dữ quá vậy. Đâu có cái đó hồi nãy em đặt á. À đúng rồi cái đó nãy còn màu. Quên sự nghiệp hết rồi. Bằng tới tới tới. Thôi bỏ đại cái này luôn đi em. Bơi đi cho nó nhanh có tôm mình về mình bán luôn. Để cho mừng chứ thấy em dở gì thấy tội quá. Trời đất ạ. Cái giác này nó già nó đen thui à? Đen thui nó héo trên. Ở trên chảng này là hết rồi phải không em? Hết rồi. Đây, từ từ anh quay tôm cái nữa rồi. Đó. Mới có được nhiều tôm đây hả chị? Đây. Mấy tôm khoe hoài hả? Khoe quay một cái thì mình kiểm cái cho mình mừng chứ em. Mới có nhiều tôm với cua đó. Tại vì dính ít dính nhiều anh coi như là em đi bơi cho anh đi dạo phố. Dạo phố hả? Ngắm phong cảnh đầu chơi. Bình minh buổi sáng chứ bộ hả? Bình minh buổi sáng. Cũng như là mình đi tham quan vậy đó. Đây em chụp cái đài đi rồi em đưa cái dầm anh. Hỗ trợ cho em. Đó, đó, đó. Ồ, lấy lại phong độ nữa này. Ồ, dưới đây nữa em ơi, dưới, ở dưới tôm bự nữa kìa. Để em cho con cua này với con tôm này ra cái đó. Đấy, đậu này được một con tôm, một con cua. Bạn Hiền ơi. Cũng bớt mắc cỡ hơn nãy chút.
tôm này nhỏ mình thả nha anh. Ờ nhỏ anh thả đi. Con tôm này nó ra luôn đi. Ra đi. Phải dính cua bự không đã? Bự cũng đỡ dính cua. Tẹn hàng thét khét có chút xíu. Anh thấy con tôm bự phải không? Anh thấy con tôm bự. Mà anh không khoái bắt cái con cua tè he té hét á. Anh nói bắt mấy con cua bự à. Phải có con tôm bự không nghe anh đừng có làm. Có nghe em vừa nhóng khỏi cái tay em tí xíu là gặp con tôm à. Từ 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 từ. Từ từ. Để cái hải xuống dưới tiêu vô. Chưa à. Đó 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 đó. Tới miếng nước rồi đó. 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 Thì ra là nó có. Dê yeah, vậy anh có gâu anh đâu nó dốc em đâu. Thả nó luôn đi. Hả? Thả luôn đi. Ồ đừng bậy bữa rồi. Được một con. Vốn buổi sáng có hai chồng mình em ơi. Vô nằm yên nha. Đó. Tới cây còn con nào không? Ăn hiền ơi. Súp con nó đeo đây em thấy không? Ừ, rồi cái gió này chắc cá. Cái phẹp này chắc cá là phải. Ồ, đúng rồi. Cá anh ơi, vậy là chiều mình có cá đặc lờ rồi. Rồi. Còn cá phi. Quá. Nổ đâu rồi. Gặp tôm á thì kiếm cái lỗ lẹ lắm mà cá phi cái kiểu như không có cái thu nhập cao bằng tôm phải không? Có thu nhập cao bằng tôm. Rồi cá ngon mình quá. Ăn cái hết rồi còn tôm mình bán. Cá quá sá là ngon rồi mày. Cá nó ủ anh ơi. Cá đó nấu. Ê, bạn Huyền. Ê. Vậy? Ê, ê, ê. Tâm vô. Cái kỳ vậy? Chơi bơ gì kỳ vậy? Tẩu định tẩu thoát hả? Tẩu thoát hả? Phải. Đây, để cái nhầm em. Rồi em phân đi, em phân đi, anh chống. Tẩu thoát còn sao khỏi với em. Hỗ trợ cho em thần cho em bớt cực khổ. Cảm ơn anh nha. Không có chị đâu. Chủ yếu là làm phước thôi mà. Chưa thắng, chưa thắng. Rồi đó, trả cho chủ sở hữu cái dầm. Ý là nãy tiếp vợ một chút cho vợ đỡ mỏi tay chứ về. À thấy không, gia tăng rồi đó. Gia tăng này. Đó, bắt đầu rồi. Em bơi ngân ngân kìa. Đó, bắt đầu tỷ số, bắt đầu gia tăng rồi đây. Có tôm, có cá phi. Có càng cua. Có càng cua nữa, có cua ự rồi. Mấy cục cỏ bên đây em không có đặt hả? Không, không có hết. Em hôm em không có lên. Vậy là em hôm em đi tới đó, em không có lên tới đây. Chiều nay em kiếm mồi, em thấy đi dí hết trơn mấy cục cỏ này cho anh coi. Bao dây à? Bao dây bắt cua à? Bắt cua được, chừng nào mà cua gạch em mới chịu. Em không chịu thua nữa đâu. Thiệt vậy đó hả? Thiệt chứ. Giỡn với em hả? Cái này nè, cái này kìa. Dỡ lên yêu cầu bắt cả chừng 5-7 con là thấy ấm rồi. Rồi chuyền dầm anh. Ít mà nhiều cái gom lại nó cũng vẫn nhiều. Ồ, đó con tôm nhỏ, kể nó đi. Con tôm nhỏ, 2 con luôn. Kể nó. Cái này mà không lẽ không dính. Cái này kỳ với ta. Kỳ thiệt luôn vậy đó hả ta hả? Kỳ thiệt ta. Thôi chơi bời. Cái này nó dính con nào chưa? Nói anh tiếp em, anh thấy lẹ hơn không? Lẹ hơn không? Nè, 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 nè. Cái dầm nè. Lẹ hơn mà nó khỏe hơn. Ngộ vậy đó hả?
băng vô cái chẳng này về luôn em. Ừ. Rồi, cái này đáng lẽ ngờ ngon thấy mà cái này kì. Chết không ngờ tới hả? Chiều đêm lời lên quánh vòng vòng cái cục cỏ này nè. Cỏ cục trà này nè. Đúng rồi. Mấy cái sót và mấy cái dính đó. Trên chảng cá nó chạy giận giận em ơi. Mình bơi nè. Bơi cái nó đọng nước á. Bữa nay trong trời quá ha. Bữa nay mà trời phải thế, mình đi thăm giờ đúng không anh? Phong cảnh nhìn đâu đâu cũng đẹp mà bà xã anh cũng đẹp. Rồi, vậy về tặng cho anh ly cà phê nha. Cái gì chứ tặng ly cà phê ngại lắm mà. Cho đĩa thuốc nữa. Cái đó ngại cái nữa. Rồi hả, khen vợ đó. Ồ, con cá mới quận nè. Ồ, cá quận bự quá. Này có đây lưới cá. Và cái cây cỏ thân năng tượng này nó tốt quá em. Tốt mà nó tốt xanh luôn, tốt kiểu kỳ luôn. Tốt sao mà nó xanh, nó xanh nâu luôn. Tại vì nó quá tốt quá. Rồi đưa chầm anh nữa. Bỏ nhẹ mẹ nhẹ cây xuống để nó văng nước. Rồi sao đây? Sao vậy em gâu rồi đâu bạn Hiền ơi. Mấy trái muối bên này nó nở hết rồi đó em. Bên này nở nó ra. Đưa cái lên cái bông. Trời ơi. Chú con không được sao giờ? Đại luôn đi em, cầm. Ủa, trời, nghe tiếng búng. Cái gì chứ dễ dụ lắm trời. Nghe, tưởng đâu em nói chú con, anh tính kêu em cầm lại. Vậy mà dễ dụ quá. Chứ anh bị dụ hoài thôi. Đấy. Ồ, chú xứng đáng chú. Chú anh ơi. Đó, gia tăng lên rồi đó anh ơi. Tỷ số em bắt đầu gia tăng. Chúc mừng em. Rồi anh cho em cây dầm. Hay là anh chống luôn. Anh chống luôn. Chúc mừng em được tăng lên được một con số. Chưa anh ơi, còn nữa. Còn nữa hả? Còn nữa. Em còn nữa, chưa hết đâu anh. Đúng rồi, em đặt lú là em phải xây chuyển dây di chuyển gì đó. Phải linh hoạt gì mới được. Thì hôm nay hai vợ chồng em thăm cái vườn lú tới đây thì cũng đã xong. Kết quả thì hôm nay chỉ được có bấy nhiêu tôm đây cô chú anh chị ơi. Hôm nay quá xá là ít rồi, chỉ được con cá thôi. Một cái càng cua. Một cái càng cua trong thao. Còn thăm gặp cua thì bữa nay cũng thả một con cua cái với mấy con cua con, bắt được một con cua nhất. Chung bữa nay cũng không có thu nhập được bao nhiêu nha. Giờ em xin kết video ở đây. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà video sau nha.